có đầu đỡ đốc chưa? Phải, chạy 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 chạy. Sọc sao vậy ta? Sọc mà có dùm đạn rồi. Để xem nguyên nhân bị loại cái. Hai thằng này ta đều bắn trúng đầu hết mà không thằng nào nốc. Má nó ngồi vậy nó kê mình từ lúc nào rồi đó. À, biết phải vô nhà bơm nước rồi mẹ. I long to be close to you. I cherish the way you hold me. I feel so safe when I'm with you. You chó tự đi bộ về với lúc gì nay nó bị mệt chưa, tao đi làm về tao phải kêu xe công ty cho tao ở đó ra cửa hàng đó, tao chạy xe nó về tối tao đi trước. Trồn đó trồn. Trồn. Này mấy thằng kia bị trả thù hết rồi đó. Mấy thằng giết mình đó. Tao giết 3 thằng team nó rồi, còn một thằng bị mấy thằng ở dưới hồi sinh giết. Tem không? Gì đó có tem không? Chưa biết. Nhân xuống lăng chài à? Ờ. Thấy. Rẽ phải đi nhân. Xuống lăng chài thì rẽ phải đi chứ. Đang rẽ phải đấy. Được. Địt mày. Mấy thanh niên cành cúp 6. Ai cành bay vào nhà này. Có mỗi thằng nhân cành với ai cành được. Không cành mà để đuổi nó đi. Thấy nó định rẽ phải, tưởng không trái em đang vui. Thấy hành động của nó mày không đi khớp với lời nói, tao chỉ nhắc nhở thôi. Xem lại nha, trồn ơi. Trồn tôi tưởng bên này rất phải. Ừ. Tưởng. Ok tưởng. Chết. Một lại các hướng rồi. Chờ rồi. Hồi trước tao có mấy thằng bạn cũng tưởng tượng như mày á. Chết rồi. Giờ xanh cỏ hết rồi. Bài cắt cút. Bình điên.